Giữa ồn ào kiện tụng con gái Vũ Linh tổ chức sinh nhật tại nhà, một chi tiết chứng minh thắng trong lòng khán giả. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, con gái cố nghệ sĩ Tù Vũ Linh chia sẻ dòng trạng thái đầy xúc động, cô cho biết năm nay sinh nhật của mình đã thiếu đi sự hiện diện của người cha, thế nhưng cô vẫn được an ủi bởi có nhiều khán giả của ba yêu thương ủng hộ và bảo vệ cho mình. Cụ thể Hồng Loan viết sinh nhật năm nay em không còn ba bên cạnh đó là một mất mát lớn với em và gia đình nhưng bên cạnh đó em đã nhận được rất nhiều tình thương ấm áp từ các cô chú bác anh chị đã trao cho em và gia đình nhỏ của em em thật lòng cảm ơn tất cả những điều mọi người đã dành tặng em những món quà những lời động viên những lời chúc đã tạo nên động lực cho em rất nhiều trong thời gian qua một lần nữa em xin cảm ơn và kính chúc sức khỏe đến cả nhà bên cạnh đó hồng loan còn khoe những hình ảnh về bữa tiệc gia đình cô còn chú thích thêm rằng bánh và các món ăn được mọi người yêu thương em tài trợ Hóa ra rất nhiều bánh kem và đồ ăn trong sinh nhật Hồng Loan đều do người hâm mộ gửi tặng. Nhìn vào đây có thể thấy Hồng Loan được lòng khán giả thế nào. Dù chưa biết ô nào kiện tụng sẽ đi đến đâu, nhưng cô đã thực sự thắng trong lòng khán giả rồi. Trước đó, sáng ngày 22 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận đã triệu tập các đương sự trong vụ kiện tranh chấp di sản thừa kế của ông Võ Văn Ngoan, cố nghệ sĩ tù Vũ Linh, đến tòa để cung cấp lời khai và số liệu chứng cứ. Tuy nhiên, dù là nguyên đơn, nhưng bà võ thị hồng nhung em gái của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan là bà lê thị hồng phượng cháu gái của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh ông võ thành nhiêu em trai của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh không đến tòa chỉ có phía bị đơn là bà võ thị hồng loan con gái của cố nghệ sĩ ưu tú vũ linh và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là văn phòng công chứng huỳnh thị ngọc yến quận bình thạnh đến tòa và cung cấp lời khai các giấy tờ liên quan đến vụ kiện.